quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 13 tháng 12 của đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi. Chiều nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã đi thăm khu du lịch công nghiệp đô thị và dịch vụ di tích Quảng Ngãi. Cùng đi với Chủ tịch nước về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Khoa, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Quảng Ngãi Trịnh Đình Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trương Thị Xuân Hồng. Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng giám đốc công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore cho biết, sau 3 tháng khởi công, khu liên hợp công nghiệp đô thị và dịch vụ logistics Quảng Ngãi đã thu hút được 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 130 triệu USD. Dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2024, các giải đài sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động địa phương. Ngoài ra, một số nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thị trường Quảng Ngãi. Trong cái việc hoàn thiện hạ tầng kết nối quốc gia, công ty đang khẩn trương triển khai giai đoạn 3 trong năm để thu hút các nhà đầu tư mới trong năm 2024. Dự án di tích Quảng Ngãi bao gồm 600 ha đất khu công nghiệp và 520 ha đất dành cho khu đô thị liền kề. Dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 125 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore đã chọn Quảng Ngãi làm nơi xây dựng khu di tích thứ năm ở Việt Nam, một địa phương giàu tiềm năng đang trong được phát triển. Chủ tịch nước buồn lòng công ty di tích đã nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng hạ tầng giai đoạn 1A và cũng có hạ tầng giai đoạn 1B để thu hút các nhà đầu tư trong năm 2024. Trong thu hút đầu tư, công ty cần ưu tiên phần lớn những ngành nghề chính, ngành chế các ngành gia công, thu hút các ngành gia công trong nước ta đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung. Hiện nay các vị thành